Và đây là kênh YouTube mới của No 2, rất mong các bạn ủng hộ. Chào bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ cho bạn cách sửa một cái formatter máy in. Đây là một bệnh khá phổ cập nhé, các bạn nhìn này. Đây là các nỗi này, các bạn nhìn cái đèn đây này, nó không hề nhảy sang màu đỏ nhé. Bây giờ mình sẽ thay một chiếc cạc sống vào. Các bạn sẽ trong quá trình sửa chữa, các bạn để ý cái đèn đấy cho mình nhé. Sau đó mình sẽ chia sẻ cho bạn ở ngay đoạn video sau. Để sau các bạn biết, các bạn suy luận, các bạn sửa bất kể formatter nào của máy in. Các bạn nhìn cái đèn này nhé. Các bạn thấy nó sáng đỏ một giây, sau đó nó tắt, đúng không ạ? Thì bây giờ chúng ta sẽ đi tìm cái nguyên nhân của nó. Nguyên nhân để có được cái đèn đỏ đó, nó có các nguyên nhân như sau. Thứ nhất là chúng ta phải có đầy đủ điện áp. Thứ hai là một trong hai IC sau không chết. Một, hai, ba IC đây. Và thứ ba là không bị chạm chập. Mình sẽ hướng dẫn các bạn đo chạm chập nhé. Đồng hồ để thang đo diode này, các bạn nhìn này. Chúng ta chỉ cần đo ba vị trí để chúng ta biết là nó sẽ lỗi ở vị trí nào. Que đỏ các bạn giữ vào mát này. Que đen các bạn chọc vào hai chân mình đã chỉ. Đồng hồ trạng thái 0,537 là ok. Cộng với các bạn đo trở kháng của hai tủ này. Không chạm về không nhá. Các bạn thấy chưa, nó không chạm về không. Có nghĩa là của chúng ta không bị chạm chập. Thêm một con tụ nữa sơ cua. Các bạn đây này, các bạn đo ở vị trí tụ này. Các bạn đo sơ cua nhá. Trở kháng không chạm chập. Thì bây giờ đến 90% sẽ chết IC này. Các bạn thay thế IC này là sẽ thành công. Chắc chắn nữa các bạn đo thêm một hai con tụ ở vị trí này này. Đây các bạn nhìn nhá. Đây này các bạn nhìn thấy chưa. Con tụ này đang chạm về không này. Con tụ này không chạm này. Chạm về không này, các bạn nhìn thấy chưa? Hàng tủ kia đang chạm về không này. Chúng ta sẽ thử. Con tủ này đã bị bay ra luôn rồi này. Ô, ăn may này các bạn ơi. Thấy chưa, các bạn thấy nó hết chạm chưa? Và bây giờ con tủ này này, con tủ mình tự tay mình gảy này. Lỡ tài. Các cụ dạy may hơn khôn. Đây con tụ này, chả không, không có cái gì thấy là chạm chập này. Nhưng chúng ta sẽ đo lại ở vị trí này. Hết chạm nhá các bạn nhá. Bây giờ chúng ta xem nó đá đèn đỏ không. Đấy các bạn thấy chưa, Tùng sẽ thử in cho các bạn luôn. Quả này là hú ạ, may hơn khôn. Các bạn đợi nhá, mình sẽ xuất lợi in cho các bạn. Mày không hớt được bao con trai, tôi bi không tình yêu. Và đây là kênh YouTube mới của No 2, rất mong các bạn ủng hộ.